Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Vườn Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn thùng nuôi trùng quế EcoBox. Bây giờ mình đang thu hoạch dịch trà trùng đó các bạn. Dịch trà trùng là dịch thu được trong quá trình nuôi trùng. Dưới đáy chậu, dịch này bao gồm nước rác, nước dịch men trong bụng trùng, rất tốt cho cây trồng, rất là an toàn nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy nè, nó có màu hơi ngã vàng hoặc là vàng sẫm, thì tùy vào cái độ đậm đặc mà mình pha loãng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái thùng nuôi trùng này có nắp đậy, có hai ngăn, ngăn trên để nuôi trùng và ngăn dưới để chứa dịch trà trùng, chứa nước rác thải, hoặc là mình có thể thêm nước rồi để làm một cái hồ điều hòa nhiệt độ cho trùng. Nắp thùng có nhiều lỗ thông hơi, đảm bảo lão sao cho phần không khí trong thùng nuôi trùng được chứa nhiều nhất có thể. Ở trên phần miệng của thùng cũng có rất nhiều lỗ thông hơi và hai bên vách cũng có hai ống thông khí. Hai ống thông khí này mình có thể tháo lắp một cách dễ dàng nha các bạn. Đây. Khi mình cho trùng ăn thì mình có thể cho trùng ăn rác hữu cơ nhà bếp tươi hoặc là rác hữu cơ nhà bếp đã qua phân hủy một phần. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ủ phân rác nhà bếp một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Bên dưới đáy của ngăn nuôi trùng có những cái lỗ thông hơi giúp thông thoáng không khí từ ngăn dưới lên trên nhằm cung cấp đủ oxy cho trùng, đồng thời làm mát cái phần ngăn nuôi trùng ở bên trên. Những cái lỗ thông hơi này sẽ giúp thoát dịch trà trùng xuống bên dưới và nước rác thải xuống bên dưới, giúp cho cơ chất và thức ăn nuôi trùng lúc nào cũng giữ được độ ẩm vừa phải, không bị ngập úng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ cái lớp nền ban đầu vô để chuẩn bị nuôi trùng. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng phân bò đã xử lý hoặc là xơ dừa đã xử lý, giúp giữ ẩm cho đáy thùng, đồng thời là cung cấp nguồn thức ăn ban đầu cho trùng tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cái phần cơ chất nuôi trùng phải đảm bảo độ ẩm vừa phải, nghĩa là khi mà mình bóp lại thì nó sẽ không chảy nước ra, mà nó chỉ có cái độ ẩm là vừa đủ ướt thôi nha các bạn. Thì nó sẽ vừa là nơi trú ngụ, vừa là thức ăn khô cho trùng. Bây giờ mình sẽ bỏ trùng quế vào. Đây là 1 kg sinh khối trùng quế. Thì trùng quế kèm với phân bò nha các bạn. Và mình sẽ trải đều trùng quế ra ở trên lớp bề mặt của xơ dừa. Trùng sẽ tự động rút vào bên dưới. Nó sẽ tìm nguồn thức ăn và nơi đủ ẩm và ít ánh sáng để chui xuống. Đây nè các bạn. Bạn thấy không? Vừa bỏ vô là trùng nó chui xuống liền. Việc nuôi trùng tuy không quá khó, nhưng bạn vẫn phải cần chú ý đến lượng thức ăn phù hợp cho trùng, bởi trùng có lớp da mỏng manh và rất nhạy cảm với thời tiết, với điều kiện thức ăn, điều kiện môi trường mà trùng sống. Khi bỏ thức ăn nuôi trùng, rác thải hữu cơ từ nhà bếp, rau củ quả, bạn nên tránh các loại thịt cá, mắm muối, đồ nấu chín hoặc vỏ của các loại quả có tinh dầu như là bưởi, cam, quýt. Ngoài các loại rác rau củ quả từ nhà bếp thì trùng cũng có khả năng tiêu hủy các loại thức ăn từ rơm, vỏ giấy vụn, xơ dừa đã qua xử lý hoặc là vỏ trứng. Bây giờ mình sẽ bỏ thức ăn vào thùng nuôi trùng. Thì ở đây mình có rác đã phân hủy sau 3 ngày ủ. Còn nếu mà các bạn không có thì các bạn vẫn có thể bỏ rác tươi. Tuy nhiên khi mình bỏ rác tươi với các bạn thì nó có thể là sinh ra mùi khó chịu hoặc là sinh ra ruồi ở trong thùng nuôi trùng. Mình chỉ bỏ rác vô che phủ 1/3 bề mặt của cái phần thùng nuôi trùng thôi nha các bạn, để giữ cho không khí thông thoáng
tạo cái oxy cho trùng thở. Và để cho giảm bớt mùi hôi thì mình có thể phủ cái lớp giá thể lên trên, thì rác nó sẽ mau phân hủy và nó sẽ bớt hôi hơn. Và cứ như thế, khi mà trùng đã ăn hết cái lớp rác hữu cơ này, mình lại bỏ thêm lớp rác mới cho đến khi phần sinh khối, phần giá thể gần đụng đến cái ống thông hơi, thì cũng là lúc mình sẽ thu hoạch trùng và thu hoạch phân trùng, đồng thời là tách đàn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy kính nắp lại. Thì cái nắp này nó sẽ không kín sát mà vẫn còn khe hở để cho không khí lưu thông nha các bạn. Ở bên vách thùng cũng còn khe hở như thế này. Và mình sẽ đẩy nó vào trong mát, để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp sẽ làm tăng nhiệt độ trong thùng nuôi và làm cho trùng bị stress hoặc là bị chết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ủ thêm rác nhà bếp vào trong cái thùng ủ rác này. Đây các bạn thấy cái lớp dưới nó đã nhuyễn ra rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm rác lên trên. Cứ một lớp rác tươi thì bạn có thể rải một lớp mỏng vôi nông nghiệp hoặc là chế phẩm vi sinh hoặc là chichoderma để bổ sung vi sinh giúp cho rác mau phân hủy nha các bạn. Thì ở đây mình có vôi bột nên mình sẽ sử dụng tạm luôn. Chỉ cần sau 2-3 ngày là rác bắt đầu thối nhũng ra, thì cái phần rác nhũng mình sẽ cho trùng ăn, còn cái phần nước rác mình có thể pha loãng ra để tưới cho cây. Bây giờ mình sẽ đậy kín cái thùng ủ rác lại, đậy kín nắp như thế này nha các bạn. Và mình cũng để ở nơi thoáng mát. Sau 2-3 ngày là mình có thể lấy cái rác đã nhũn ra ở trong thùng này để cho trùng ăn. Tuy nhiên là khi cho trùng ăn, mình sẽ kiểm tra cái nhiệt độ ở trong thùng rác, tránh lấy cái lớp rác quá nóng nha các bạn. Cứ vài ngày thì mình lại mở nắp để kiểm tra một lần. Khi thức ăn trong phần thùng nuôi trùng đã hết thì mình lại bổ sung thêm thức ăn tươi hoặc là thức ăn đã qua ủ nha các bạn. Đây, bây giờ mình kiểm tra cái phần rác ủ. Rác khá là hoai mục, và cái rác như thế này thì trùng sẽ rất thích và nó sẽ hấp thụ được nhanh hơn. Mình lại tiếp tục bỏ vào 1/3 lớp bề mặt của cái thùng nuôi trùng. Và cứ thế cho đến khi phần giá thể hoặc là phần phân trùng đầy lên gần tới cái ống thở thì mình sẽ tiến hành thu hoạch trùng nha các bạn. Trước khi thu phân trùng thì mình sẽ đem thùng nuôi trùng ra phơi nắng khoảng 10-15 phút. Khi mà bề mặt ở trên lớp giá thể bị nóng, gia tăng cao nhiệt độ thì trùng sẽ chui xuống dưới đáy. Và mình sẽ tiến hành hốt hết lớp giá thể, lớp phân trùng ở bên trên, không có lẫn trùng đó các bạn. Thì cái lớp phân này mình đem bón trực tiếp cho cây rất là tốt và an toàn. Nó sẽ có lẫn cái phần dịch trùng ở trong đây, phần những cái chất thải của trùng ở chờ kèm với giá thể. Kèm với giá thể thức ăn hoai mục, sơ dừa hoai mục, thì cái lớp phân trùng này nếu đem đi bón cho cây hoặc là ươm cây con đều rất là tốt, tơi xốp và nhiều dinh dưỡng. Sau khi lấy được 1/2 lớp phân trùng ra thì mình lại tiếp tục đem ra phơi nắng khoảng 10 phút. Để cho dễ hơn thì mình sẽ tạo thành những cái mô như thế này. Trùng sẽ chui xuống dưới đáy mô và mình sẽ dễ dàng hốt được cái phần phân trùng, phần giá thể ở bên trên ra khỏi thùng nuôi trùng. Cho đến khi chạm đến lớp trùng ở dưới đáy thì mình sẽ ngưng lại. Và lúc này mình có thể lấy cái phần sinh khối trùng, nghĩa là trùng tươi các bạn, để mình tách đàn hoặc là mình nuôi lại từ đầu nhé. Đây nè các bạn, ở dưới đáy thùng sau khi mà mình thu hoạch phân trùng thì các bạn thấy trùng sinh sôi nảy nở rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cái sinh khối trùng này, mình tách đàn ra làm đôi, mình nuôi thêm ở một cái thùng khác. Hoặc là nếu mình không có thùng mới thì mình sẽ vẫn nuôi trong một cái thùng này. Mình sẽ bổ sung thêm thức ăn và giá thể mới cho trùng tiếp tục sinh sôi nảy nở và có đủ môi trường sống, có đủ không khí để phát triển nha các bạn. Trùng con rất là nhiều luôn. Bạn có thể bón phân trùng quế cho tất cả các loại rau củ quả trong vườn của tất cả các giai đoạn của cây trồng vì nó rất là an toàn. Bón cho giai đoạn cây con, cây trưởng thành hoặc cây đang ra hoa, đậu quả đều giúp cho cung cấp dinh dưỡng thêm cho cây. Đặc biệt là nitơ, phần đạm dễ tiêu cho cây trồng, giúp cho lá rau, lá cây xanh mướt.
Đồng thời trong phân trùng có chứa những cái kén trùng. Những kén trùng này khi bạn bón vào đất một thời gian sẽ sinh ra trùng, giúp làm tơi xốp đất. Nên bạn có thể yên tâm sử dụng phân trùng quế như một loại phân sạch cho vườn rau an toàn của gia đình mình nhé. Bây giờ mình sẽ pha loãng dịch trà trùng để tưới rau nha các bạn. Thì tùy vào độ đậm đặc của dịch trà trùng thu được mà các bạn có thể pha với các tỷ lệ khác nhau. Ở đây dịch trà trùng mình thu được khá là loãng do mình có pha thêm nước ở dưới cái phần đáy của thùng nuôi trùng để giúp điều hòa nhiệt độ của thùng nuôi. Nên phần trà trùng mà mình thu được nó bao gồm dịch trà trùng, nước rác thải và cả nước mình bổ sung để làm mát cái thùng nuôi trùng. Nó có màu vàng nhạt và khá là loãng. Nên mình sẽ pha một phần dịch trà trùng và hai phần nước là đủ cái độ đậm đặc để tưới cho rau. Để tìm hiểu thêm về giá cả và chi tiết sản phẩm, bạn hãy truy cập vào website vườnsaigon.vn, hotline 0909 123409. Vườn Sài Gòn kính chúc các bạn thành công trong công cuộc biến rác nhà bếp thành phân hữu cơ và nước tưới rau an toàn giàu dinh dưỡng cho khu vườn nhỏ của gia đình mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.